những nỗ lực của chính phủ các nước tây phi dường như vẫn chưa thể chặn đứng được virus Ebola. Vừa qua, chính phủ Nigeria vừa xác nhận thêm trường hợp nhiễm bệnh cho đến nay, con số tử vong đã lên tới 826 người bắt đầu xuất hiện từ năm 1976 và làm chết gần 900 người. Virus Ebola đã lắng xuống một thời gian sau đó trở lại mạnh mẽ hồi tháng 2 năm 2014. Số trường hợp tử vong vì virus Ebola tính tới thời điểm này đã lên tới con số 826 người, tỷ lệ tử vong lên đến 90%. Ba quốc gia Tây Phi là Guinea, Liberia và Sierra vào cuối tuần qua vừa công bố về biện pháp bổ sung để chống lại các ổ dịch, bao gồm cả yêu cầu quân đội hỗ trợ cách ly người dân tại một số khu làng sự bùng phát của virus Ebola đã làm xáo trộn thêm cuộc sống của người dân châu Phi vốn đã chẳng mấy yên bình trước đó. Ruộng vườn bỏ hoang, các mỏ kim loại mà người dân thường hay làm việc giờ đây trở nên vắng vẻ hơn bao giờ hết. Mọi người không thể thoải mái tự do làm việc mà lúc nào cũng nâm nếp lo sợ mình có thể là nạn nhân tiếp theo virus Ebola tìm đến. Trước tình hình đó, Ngân hàng Phát triển đã cam kết cho vay khẩn cấp lên đến 260 triệu đô la Mỹ cho chiến dịch phòng chống dịch bệnh. Chính phủ Mỹ đã gửi nhiều phái đoàn với hơn 50 nhân viên y tế đến hỗ trợ vùng dịch bệnh Tây Phi. Chính phủ các nước Tây Phi cũng đã tăng cường quân đội để kiểm dịch ở một số cộng đồng. Những nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của virus Ebola có thể dễ dàng được nhìn thấy ở hầu hết các quốc gia trên toàn thế giới, tuy nhiên vẫn chưa thể ngăn được virus này. Mới đây Nigeria đã xác nhận thêm một trường hợp nhiễm bệnh mới ở nước này. Bộ trưởng Nigeria cho biết một bác sĩ đã bị tìm thấy có virus Ebola sau khi vị này khám và chữa bệnh cho một bệnh nhân ở Liberia vào ngày 20 tháng 7. Bệnh nhân này cũng đã chết 5 ngày sau đó. Sân bay Lagos đã rơi vào tình trạng báo động. Chính phủ Nigeria đã tăng cường hàng loạt các biện pháp kiểm tra tại sân bay, điều động thêm nhiều lực lượng y tế để kiểm tra thân nhiệt hành khách, nhanh chóng xử lý ngay khi có bất cứ trường hợp nào có thân nhiệt bất thường. Những gì chúng tôi làm để chắc chắn rằng các hãng hàng không không mang mầm bệnh vào đất nước, các hãng hàng không phải có trách nhiệm nắm được các biểu hiện của hành khách không chỉ khi hành khách đã có mặt trên chuyến bay mà thậm chí là trước cả cuộc hành trình. Chúng tôi có các nhân viên y tế thuộc Bộ Y tế sẽ kiểm tra sức khỏe của hành khách trước khi họ nhập cảnh. Các nhân viên đã được trang bị các thiết bị để có thể đưa ra kết quả chính xác mà không cần phải chạm vào hành khách. Nếu hành khách có dấu hiệu nhiễm bệnh sẽ được đưa sang một khu vực cách ly để tiếp tục kiểm tra và thẩm vấn sau đó sẽ có thể được theo dõi để có thể đối phó kịp thời nếu có bất cứ trường hợp nào xảy ra. Không chỉ riêng các nước Tây Phi mà gần như cả thế giới đều đang lo sợ đại dịch này sẽ lây lan ra khắp toàn cầu. Một nguồn tin từ Liên minh châu Âu cho biết đã trang bị và sẵn sàng chữa trị cho bất kỳ bệnh nhân nào mắc Ebola trong 28 quốc gia thành viên. Trước đó có một trường hợp cách ly và xét nghiệm âm tính một ca nghi ngờ mắc Ebola ở thành phố Valencia, Tây Ban Nha cho thấy hệ thống này thật sự có tác dụng. Chính quyền Bắc Kinh, Hồng Kông, Ma Cao cũng đã tăng cường kiểm tra tại các cửa khẩu và sân bay quốc tế, kiểm tra thân nhiệt hành khách trước khi cho phép nhập cảnh vào các khu vực này. Liberia thông báo đóng cửa mọi trường học và cho phép nhân viên những cơ quan chính phủ không quan trọng nghỉ trong 30 ngày. Các quốc gia châu Phi như Kenya, Ethiopia, Cộng hòa dân chủ Congo và Benin cho biết họ sẽ tăng cường kiểm tra tại các điểm kiểm soát biên giới và sân bay.